Khám phá thiên đường mua sắm của các ARMY. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wanderlust Tip cẩm nang du lịch. Nếu bạn là một trong những ARMY chính hiệu thì nhất định không thể bỏ qua flagship Life Friend Hongdae, cửa hàng độc đáo chuyên bán những món đồ mang đậm dấu ấn BTS. Cửa hàng Life Friend là một trong những tổ hợp giải trí tham quan dành cho giới trẻ với phong cách thiết kế vô cùng dễ thương và nổi bật, nằm trong phần mềm Life với bộ ứng dụng 8 nhân vật hoạt hình siêu đáng yêu. Mỗi không gian tại đây đều được thiết kế theo concept ngọt ngào. Tuy nhiên, mỗi tầng sẽ trưng bày những vật dụng khác nhau, phục vụ cho nhu cầu của mọi người. Tầng 1 thường được sử dụng để trưng bày đồ trang trí những hàng thiết kế mới. Tầng 2 và tầng 3 là khu vực cà phê kết hợp với background chụp ảnh cho các tín đồ đam mê sống ảo. Vào đến Life Friend thì mình đã chạy ngay đến quầy sản phẩm BT Teddy One. Đây là một sự kết hợp đặc biệt giữa các oppa BTS với cửa hàng nổi tiếng này. Cái tên BT Teddy One thực sự là sự lồng ghép tuyệt vời giữa tên nhóm BTS và thế kỷ 21 nữa đấy. Mới lượn vài vòng thôi mà mình và hai vị khách mời Châu Bùi và Thiên Ân đã hốt về kha khá sản phẩm rồi. Thiệt sự là dễ thương lắm các bạn. Và mách nhỏ với mấy bạn, khi đến thăm flagship Life Friend Hongdae thì đừng quên check in với chú gấu lai khổng lồ nằm bên cạnh lối đi vào cửa hàng K-pop này nha. Điểm check in hot hòn hot trên Instagram dạo gần đây đó.